hôm nay là đầy tháng của Lana, nên là hôm nay là ngày nào ba cũng tắm cho con. Mà hôm nay Thuyện mẹ sẽ quay lại cảnh ba tắm. Ba là ông bố của năm, được xem hơn gần hơn 1 triệu lượt người xem cảnh ba thay tã cho con trong bệnh viện. Bây giờ sẽ là quay cảnh ba tắm cho con gái nha, rất là chuyên nghiệp luôn nha mọi người. Lana được tắm mà ba tắm là Lana khoái lắm, cái mỏ chu chu kìa, mỏ chu chu. Lana ơi, trời ơi, chu chu chu, ôi sướng sướng, có ba tắm sướng, ôi trời ơi, đã quá nha, mát lắm á con, mắt ghen không, cả đêm ngủ mắt ghen không. Mẹ cũng thèm lắm mà mẹ ba không cho mẹ tắm. Không cho mẹ tắm em. Em bé đi. Đã ôi đã, ôi trời đã, ôi mát, ôi sướng quá. Thôi nghe không cho mắt lé nè. Trời ơi, thấy ba tắm chuyên nghiệp chưa mọi người ơi, đó. Mẹ bây giờ là lâu không được tắm rồi, chắc là mẹ không rành bằng ba rồi. Ơi tắm không cái miệng chóp chép chóp chép. Tắm không cái miệng chóp chép chóp chép. Bữa giờ mới canh quay được nha. Mỗi lần ba tắm là ba mặc, ba không mặc áo, ba ngại ba không cho quay. Tầm bác Hai với bác Phương lên ăn đầy tháng tuốt ở rất ở xa nha, đi lên đây. Ở rồi SK. Trời ơi, lên thăm cháu nè. Ôi, Lana hưởng quá nha. Ôi, Lana hưởng lắm luôn. Bác Phương rồi ru ngủ nãy giờ. Ôi trời, cái mặt cười luôn. Mọi người thấy đầy tháng nên Lana có cái nơ che hết cái tóc. Tóc đầu hói. Con gái mà bị hói kỳ lắm nha. Dễ thương. Rồi, mà ngủ trên tay bác Phương luôn. Quá trời, bác Phương hợp dí, hợp dí. Ơi, thằng đàn ông làm không vậy ta, quá dữ. Bác Hai từ phương xa về đây, bác Hai từ phương xa. Ôi, hai mẹ từ phương xa về đây luôn. Hai mẹ là chiến đấu tới cùng với lại Thu Thủy với lại Ba Kin, chăm lo cho Helena thay phiên nhau. Từ đang tươi tắn bây giờ rất là mệt mỏi chung. Bệnh cảm hết trơn. Thương quá. Nhưng mà vui bộ. Vui không mẹ? Năm có 1 lần mẹ ha. Đau lắm mới có 1 lần chứ. Đau đẻ được có 2 lần chứ nhiêu. Cho nên thôi ráng giúp con. 5 năm đó. Con chuột vàng á. Hôm nay đầy tháng của con đó. Ngủ mất tiêu rồi. Cúng cho đầy tháng cho em bé Lana. Để mọi người thấy bàn cúng nha. Là do bác Kim và bác Trường chuẩn bị nè. Rất là chu đáo. Ba chuyên nghiệp quá. Bây giờ là lễ nhận quà của con gái Lana nha. Bác Hai phát biểu vô. Nè, bác Hai cho quà con nè. Phát biểu đi bác Hai. Hai bác không biết múa chi. Ở trên này cho cháu nha. Ồ, lì xì. Rồi. Cho mau ăn chóng lớn. Không, con máy à, không lấy bác Hai lấy lại nha. Đó nè. Trời ơi, cầm luôn à. Rồi. Rồi bây giờ tới quà của bà nội bà ngoại.
Bà ngoại là bà ngoại là mua gì cho cháu vậy ta? Ồ, vàng. Ê, thích nha, cảm ơn bà ngoại. Rồi bà nội thì cho lì xì trước rồi nên bà nội hôm nay không cần phải cho. Ok, cảm ơn bà ngoại nha. Để mướn mà. Đó, hôm nay ông ngoại lên thăm luôn, ông nội, ông ngoại đầy đủ, bà ngoại đó, bác hai với lại bác Phương. Lana nằm đùi ông ngoại ngủ ngon luôn. Nè liếc 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 ý trời ơi, coi kìa. Nhưng mà đúng là nó ồn á, ồn là nó có cái tiểu à. Lớn rồi, người ta lớn rồi. Người ta lớn rồi, người ta không có thích ồn ào nữa. Coi cái tướng, coi cái tướng. À, ông nội bác hai với lại bác Phương đang bơm bong bóng để chuẩn bị trang trí cho Lana 30 ngày. Em hả? Dạ phải. Giỏi dữ ta. Ông nội, ông nội bác hai rất tích cực. Còn ông ngoại giữ em bé. Dễ thương quá. Đây là I love papa. Mà bà hôm nay đang mệt rồi, mất tiêu rồi. Dễ thương mọi người ơi. Lại lại lên cô bị nhắm mắt rồi. 1, 2, 3. Rồi mọi người vô hết đi. Chỉ vô. Đứng đây, đứng đây, đứng đây con. Đứng đây, đứng giữa. Thôi, bà đứng kia chân lên. Bà đứng thấy mặt ba nha. Bà nha con, mặt lên đừng có gừng gừng con mắt nha, dễ thương. 1, 2, 3. Hẹn vô sao mẹ? 1, 2. Cái bà chùm mắt của nhìn này. Cái lão cái bà. Ừ. Bà xin lỗi cái bà hôi mặt tôi. Hai đứa cháu tôi và con trai và con gái. Hello, con thấy không ạ? Hello. Hello. Ơi, chung là cái gì là cái này đây con hỏi nha. Ngày hôm nay thì có Avalon sủi tài trợ cho 4 tô súp bào ngư di cá nha mọi người. Đây. Bào ngư di cá của đầy tháng của Lana. Cảm ơn Avalon sủi đã tài trợ cho sinh nhật của Lana nha. Bào ngư là con rất là to và ngon nha mọi người. Vi cá rất là ngon luôn. Thích quá. Wow, cái này là di cá đó chị Ngọc. Tươi ngon luôn. Bào ngư kìa chị. Bào ngư cắt rồi. Bào ngư là cắt rồi đây. Ồ, ai cắt vậy? Ồ, bào ngư tươi ngon nha mọi người. Cảm ơn Abelon sữa nha. Mời mọi người ăn. Em bé công chúa gì ta, hổ phách để cho con ngủ ngon. Sáng ở chỗ cái mặt nhăn kìa, em còn ngủ, ngủ. Tự trưng gì đi. Vậy được rồi. Thời gian tàn tiệc sạch bon chỉ còn mình mẹ tôi. Dọn dẹp. Ôi ác đã. Cùng với chị xui.